Cái công việc ghê rợn ở đây ấy thì trong cái từ ghê rợn vừa có ghê rợn của sự kinh dị và ám ảnh mà ghê rợn ở đây nó cũng có nghĩa là mắc ói hoặc là ghê tởm một thứ gì đó bẩn thỉu Ở vị trí đầu tiên, nghề chịu tội thay được dịch là cậu bé bị đánh đòn hay có cái tên tiếng Anh gọi là Whipping Boy thì theo thuyết về quyền tuyệt đối của vua ở thế kỷ 15 và 16 người ta quan điểm rằng vua là người được chúa chờ chọn và chỉ có vua mới có quyền xử phạt con cái của mình tuy nhiên vua thì tất nhiên là bận trăm công ngàn việc và cũng như không thể theo dõi được kỹ càng việc dạy dỗ hoàng tử tức là con của vua và vì thế nên là cậu bé weeping boy hay là cậu bé chịu tội thay sẽ được ra đời và nó cũng là một cái giải pháp cực kỳ tối ưu ở ngày đó weeping boy hay là cậu bé chịu đòn chỉ đây là những cậu bé có số tương tự quý tộc được chọn sống chung cùng lớn lên ăn chung ngủ nghỉ với lại hoàng tử và khi mà có một cái tội nào đó do hoàng tử làm nên hay là đáng lẽ ra hoàng tử phải bị xử phạt thì những cậu bé này sẽ đứng ra thay tội chịu tội thay cho hoàng tử bởi vì sao bởi vì hoàng tử sẽ không bị trừng phạt vì địa vị hoàng gia của họ và cùng với việc là cái cậu bé weeping boy này từ nhỏ đã chơi chung cùng với hoàng tử cực kỳ thân thiết với nhau thế là sau khi cậu bé này chịu tội thay cho hoàng tử thì hoàng tử sẽ cảm thấy cực kỳ ăn năn áy náy và biết sợ cũng như là sẽ không bao giờ tái phạm lại nữa khi mà thấy cái cậu bé bạn thân của mình bị xử phạt về cơ bản là thế à nói thêm từ Weeping boy trong tiếng anh hiện đại thì đây là một cái từ mang một phép ẩn dụ có ý nghĩa tương tự giống như là kẻ thua cuộc lâu năm hoặc là người bị đổ lỗi một cách bất công cho hành động của người khác thì cái tên nó cũng đã nói lên tất cả hai ngày làm quay diêm nói đến quê diêm thì mình sẽ xin nói thêm về một số thông tin về người đã tạo ra diêm john wecker sinh năm 1781, là một nhà hóa học người stockton on Ông là người đã tình cờ sáng chế ra diêm quẹt vào năm 1826. Và cũng như là sau khi ông này đã tung hàng của mình ra, thì ông đã từ chối đăng ký bản quyền phát minh của mình. Và thay vào đó, thì ông theo đuổi các nghiên cứu khoa học của mình hơn. Và ông cũng không tiết lộ thành phần chính xác của que diêm do ông này tạo ra. Ok, đó là một số thông tin bên lề về người tạo ra diêm. Nghề làm que diêm có gì nguy hiểm? Cơ bản thì các bạn thấy que diêm thành phần rất đơn giản đúng không? gồm một khúc gỗ và một cái chất dễ cháy. thế nhưng mà làm quy duyên cũng rất là nguy hiểm mà. vì ngày xưa đó, các bạn những người nào mà làm trong cái nghề này thường là các cô gái trẻ, những người có cực kỳ dễ mắc hội chứng do hay còn gọi là hội chứng hàm phosy. nhìn cái này nó rất là ghê luôn các bạn. thế nên là nếu như bạn muốn tìm thì các bạn có thể lên mạng. mình không thể để ở đây được. nếu như bạn không tìm được tên tiếng anh thì nó còn có một tên tiếng việt gọi là chứng hoại tử phốt phát hàm vì họ phải tiếp xúc nhiều với loại hóa chất phốt phô trắng độc hại mà loại hóa chất này lại có khả năng hủy hoại xương hàng dưới cái xương mà hàm của bạn ấy. nên là nó sẽ dẫn đến việc đau đớn ở phần răng khủng khiếp luôn và sau khi bạn chịu đau đớn thì xương hàm của bạn sẽ trở nên biến dạng và những cô gái này còn bị lợi và lợi của các bạn sẽ bị ăn mòn đến thối rửa lợi là cái phần nó bao bọc dưới của cái răng đấy các bạn và nếu như những cô gái kia cứ để tình trạng này tiếp tục kéo dài thì sẽ bị tổn thương lên tới não nội tạng suy si yếu và có thể là ngõm luôn do đó thì nếu như muốn chữa bệnh thì chỉ có phẫu thuật loại bỏ toàn bộ xương hàm thôi tức là sẽ mất luôn cái xương hàm đấy các bạn một cây que diêm nhìn rất là đơn giản luôn nhưng mà ngày xưa thì nếu như các bạn làm công việc này thì sẽ cực kỳ đáng sợ luôn nha ba đào trộm thi thể là tại vương quốc anh vào thế kỷ 18 đến 19 để lấy những thi thể bán cho những nhà giải phẫu học thì những kẻ này sẽ đi khai quật những người đã ngõm ở bên dưới đất và lấy họ lên vì do là các bác sĩ thời đó rất là cần những thi thể để có thể nghiên cứu trong cái thời đại mà ngành y học phát triển vượt bậc thì kéo theo nhu cầu nó cũng sẽ tăng Tuy nhiên các bạn lưu ý là chính phủ chỉ cho phép sử dụng thi thể của những người tò ngõm Nhưng mà số những người tò ngõm ấy thì nó cũng không nhiều lắm các bạn Thế nên là đồng nghĩa với việc là vượt quá cung Do đó là cái công việc này nó cũng ra đời từ đây luôn Và nó cũng khá là kinh dị ha và mục tiêu của những kẻ này thì tất nhiên là chúng sẽ đào lên những người với yeah. nhưng mà còn thêm một đặc tính nữa là nó càng mới hay còn gọi là càng tươi đấy thì nó sẽ càng tốt wow sợ thật chả biết nói gì không. làm người hành quyết công việc này nói đơn giản thôi các bạn ơi đó chính là các bạn sẽ là người kết thúc tuy nhiên thì để làm được cái này, các bạn không dễ như những lời mình nói. Các bạn phải có tinh thần sắc đá, các bạn phải có quyết tâm cũng như là thôi. Nghe là các bạn có thể tưởng tượng được bao điều về cái nghề này đúng không? Ừ. Nửa video sau chúng ta sẽ đến với những nghề cực kỳ kinh tởm và cực kỳ gây ám ảnh. Nhân viên vệ sinh riêng. Thì đúng như cái tên gọi của nó, thì người làm việc này thì phải đảm bảo công tác vệ sinh riêng cho nhà vua và lâu rửa sau đó vệ sinh ở đây thì bao gồm cả đi nước này đi cục này và nó bự cỡ nào thì mình cũng phải dọn thì theo tiêu chuẩn thời nay với các bạn thì đây là một việc vô cùng nhục nhã luôn tuy nhiên thì thời xưa cái vị trí này lại có ảnh hưởng rất lớn về mặt chính trị do việc thân cận và sở hữu các thông tin quan trọng của nhà vua đấy các bạn dù gì thì đây cũng là một việc nó khá là ở gần vua nên là yeah, một số người cũng làm việc này dưới thời Henry 7 và cũng như là Henry 8 những người này còn được phong tước hiệu hiệp sĩ và giám sát chính sách tài chính của quốc gia luôn các bạn Nghề thử thức ăn cho chó Ok, bạn nghe gì thì nó là như thế Những người này thì lương rất là cao luôn các bạn Nếu bạn làm càng giỏi thì bạn sẽ được càng ưu ái với mức lương cực khủng Công việc này cơ bản chỉ là bạn sẽ là người thử thức ăn cho những con chó Trước khi mà nó được sản xuất ra thị trường dành cho mấy con chó bạn sẽ là người múc ban những đồ ăn cho chó và bạn sẽ trải nghiệm những hương vị, kiểm tra chất lượng của nó và sau đó thì các bạn sẽ nộp thành phẩm thôi. Có một người Mỹ, người ta đã từng làm và cô có tên là Philip Well, người này đã cho hay Even though dogs tastes are different from ours, dog food also undergoes flavor testing to ensure each different ingredient is present, perfectly balanced, just the right way. Mặc dù khẩu vị của chó khác với khẩu vị của chúng ta, nhưng thức ăn cho chó cũng cần phải trải qua những bước kiểm tra chất lượng vị để đảm bảo mối thành phần khác nhau được cân bằng hoàn hảo đúng cách à, thế nhưng mà mình nghĩ là thức ăn cho chó ở đây là những cái thức ăn thực phẩm thôi các bạn thì cố lắm thì chúng ta cũng có thể cắn một vài miếng thôi các bạn chứ là không hẳn đến việc là ăn như một bữa cơm đâu thì chúng ta chỉ cần lấy một vài cái để ăn thôi thì giá mặc dù vừa nghe nó khá ghê nhưng mà chắc nó cũng khá thơm ok và trên đó là tất cả những nghề gây ám ảnh đáng sợ và ghê rợn theo nhiều nghĩa và nếu như bạn thích video này đừng quên để lại cho một like và đăng ký ha Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.